quá dữ. Coi khán giả nè. Đó, khán giả luôn. Rồi, hello mọi người, bây giờ chúng ta sẽ tới hệ 82 triệu do nhóm rắc của Hồng Thầy. Nhóm Thái Lan cho mọi người. Lăng hai win. Tập đấu tiếp theo mọi người ơi. Chưa vô.
hơi lao ghê rồi. Cúp Barcelona. Cái đội bộ này nãy nhất hai thời điểm sau. Quá dữ, quá bài. Rồi tiếp tục mọi người ơi. Chiếc nào cũng ghê á. Lại là câu lạc bộ Phúc Barcelona vào vòng trong. Chiếc kia là 7:06 mọi người. Nói nó phê như cái tê. Rồi tập thi đấu tiếp theo nha. Yeah.
hết màu xăng này luôn. Tiêu cái cần số rồi. Đức Sơn hả? Đấy, xui. Đức Sơn mọi người. Đức Sơn gọi là kẹt số rồi. Rồi tiếp tục mọi người ơi.
1 win mọi người ơi. Quá dữ. Máy nó bàn kìa. Một win mọi người. Phút Barcelona đi tiếp vào vòng trong. Dễ dớt rồi mọi người, dớt vào vòng trong. Mấy giấy dớt này may mắn lắm. Hồi nãy có cái giấy dớt kia là lụm cúp luôn.
Quyên. Là hai Quyên. Phút Barcelona. Vào vòng chung kết mọi người ơi. Quá dữ.
Giờ chung kết bây giờ là tranh 3-4. Bây giờ sẽ tranh 3-4 mọi người. Đấu trắng 3-4 và xe 96 lên 2 và Y20 lên 1. Rồi bây giờ tranh 3-4 mọi người. Đang trong sân để tranh 3-4 này. Tranh 3-4 xong là sẽ chung kết nhất nhì. Quá phê luôn. Lâu lâu coi cái giải này phê thích luôn á. Lâu lắm rồi mới coi hai thì. Khán giả nè. Khán giả tới giờ còn đông lắm. Bây giờ là 10 giờ rồi mọi người ơi. Mà khán giả còn đông lắm luôn. Mình đang ở sân Đại Nam nha. Đây là hệ 62 tự do dán rắc hai của hai thầy săn tự do. Cái anh này nhỏ xíu con rồi. Đội cái nón vô mình tưởng đâu mấy đứa lớp nhóc mười mấy hai mấy tuổi. Hay gì anh lớn quá vậy. Anh nhỏ con thôi nhưng mà anh lớn. Câu lạc bộ Hồng Trần lên 2. Bố cơ mọi người. Tên 3-4 nha. Lăng 2 hạng 3. Quá dữ. Xe 96 Hồng Trần đã nhận được hạng 3 chung cuộc của hệ hai thầy dẫn dắt. Xin chúc mừng. Phúc Bích Tư Nam. Phúc Barcelona và khu quận 9. Phúc Barcelona lên 1, bên đây là lên 2 khu quận 9. Căng à, chung kết mọi người ơi. Né ra, né, né, né.
coi khán giả nè. Đó, khán giả luôn. Có dừng đèn nha, có dừng đèn nha. Thì 82 tự do chính thức cho mọi người. Chung kết giữa câu lạc bộ Phúc Barcelona và Phương Quận 9. Phúc Barcelona 15-1. Chung kết hơi lâu rồi mọi người, chạy xe hơi lâu nha. Phương Quận 9 vô địch mọi người ơi. Phương Quận 9 vô địch. Phương Quận 9 vô địch giải nhắn cái 62 không? Rồi, vậy là Phương Quận 9 vô địch hạng nhất cái giải 62 tự do dân rắc của hai thầy sang tự do. Hạng 2 là Phúc, câu lạc bộ Phúc Barcelona. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái giải đấu khác và những video khác nha. Mọi người nhớ nhấn like, share cho mình một lượt đăng ký, kiểu cái chuông để không bỏ lỡ những video nước cho mình, mọi người. Mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.